Rất cảm ơn khán thính giả đến với chương trình phân tách thời sự của Đài Truyền hình Vista TV. Hôm nay là chương trình cho ngày thứ tư 29 tháng 11 2017. Hôm qua Tái Ngộ nhà báo Nguy. Vâng, kính chào Tái Ngộ cùng quý khán giả Đài Truyền hình Vista và kính chào giáo sư Trần Minh. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, xin chào báo Nguy. Mở đầu chúng tôi xin phân tách xung quanh một cái tiêu đề là phải chăng ông Donald Trump đã phản bội người Kurd ở Syria hay không? Đó là cái nhận định xung quanh cái sự kiện mà mới đây chúng ta thấy theo AP họ đưa tin là ngày 25 tháng 11 2017 thì có một cuộc điện đàm giữa ông Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump với ông Erdogan, Tổng thống của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên điện đàm với nhau thì cái ông phụ trách bên cạnh đã ghi lại và cho báo chí biết rằng là hai bên nói cái gì. Thì theo cái lời ghi đó thì nói rằng là ông Donald Trump đã hứa với ông Tổng thống của nước Thổ là ông Erdogan, nói rằng là ông đã ra lệnh cho các tướng lãnh và ông Mark Master là cố vấn của ông Donald Trump ngưng không có viện trợ bất cả cái khí tài gì cho người Kurd nữa. Và qua đó thì cái lời diễn dịch của cái người trong cái văn phòng ông Tổng thống của nước Thổ còn nói thêm rằng là ông Tổng thống Hoa Kỳ đã hứa với ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là sẽ không có giúp đỡ cho cái người Kurd ở trong cái đất nước của Thổ Nhĩ Kỳ là cái nhóm mà là KKK. Và trước đây sở dĩ nói như vậy là trước đây Hoa Kỳ không coi cái nhóm đó là nhóm khủng bố, thì bây giờ là coi cái nhóm đó là một cái nhóm khủng bố. Cái thứ ba là hứa sẽ không giúp đỡ, chưa có nói tới cái chuyện dẫn độ, nhưng mà hứa là không giúp đỡ và không có thể tiếp tay cho ông giáo sĩ Glenn của cái nước mà Thổ Nhĩ Kỳ đang đào tị trốn, đang tị nạn tại nước Mỹ. Đó là những cái vấn đề rất là mới. Tại sao chúng ta thấy cái tình hình như vậy? Nếu đúng như cái lời phát ngôn của cái người bên cạnh ông Tổng thống nước Thổ Nhĩ Kỳ thì rõ ràng là Hoa Kỳ bỏ rơi thổ nước Kurd, mà nói nặng hơn là Hoa Kỳ phản bội cái nước Kurd. Sở dĩ phản bội, nói cái dùng phản bội là tại vì ông Donald Trump đã hứa là xây dựng cho người Thổ một cái quốc gia tự trị, trong đó có một phần nằm ở nước Syria kéo dài qua Iraq, thì đây là tất cả mọi chuyện. Phải nói rằng là căn cứ vào cái này thì mình thấy rằng là ông Donald Trump và cái bộ sậu của ông đã ngộ ra rằng cái tình hình ở nước Syria đã khác rồi. Khác nghĩa là sao? Nghĩa là trước đây đó là Hoa Kỳ cứ tìm cách là chiếu tướng cái nước Iran và nói rằng là sẽ hủy bỏ cái bước đó, là nói là Iran là tài trợ cho khủng bố. Tất cả bây giờ là coi như cái chuyện đó qua rồi. Hiện giờ Iran đang ngồi kết hợp với nước Thổ và giúp đỡ Syria, làm cho Syria tiến mạnh hơn trong cái con đường là chống khủng bố, anh thấy không? Và tình hình bây giờ nó không có trở lại như cái thời kỳ ông mới lên, khi ông nói hung hăng về vấn đề là trừng trị Iran nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng là như vậy là người Thổ, người Kurd của cái nước Thổ coi như là bị bỏ rơi. Và trong cái tình hình này thì người ta nói là người Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách chạy tìm một số nước để mà giúp đỡ mình. Thì mình chưa biết cái người Kurd đã đi tìm ai. Nhưng mà phải nói là hiện giờ phải nói là về mặt Thổ Nhĩ Kỳ đã có những cái quan hệ tốt lại với Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ bây giờ đã nhìn nhận thấy rằng là Thổ Nhĩ Kỳ có lợi hơn là chơi với Iran. Và cái điều này phải nói rằng là đây là một cái cách mới trong cái tình hình này. Thì người ta mới nói rằng là sau cái APEC mình đã nói rằng là Hoa Kỳ đã đánh đổi với ông Putin về cái tình hình ở Syria. Hay nói khác đi là Hoa Kỳ đã bước ra khỏi cái chiến trường Syria, nhường lại cho ông Putin. Và ngược lại thì ông Putin được cái gì? Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta đang chờ xem, thưa anh Viên Huy. Vâng. Vâng, và giữa lúc cái tình hình ở Trung Đông đó, nó có vẻ như là ngã ngũ ra khi mà cái quân đội của chính phủ của ông Assad đã tiêu diệt được IS và đánh đuổi được tất cả những các quân lực lượng của IS ra khỏi những cái cứ điểm sau cùng ở trên đất nước Syria. Và cứ đến một cái tình hình mà gần như là bây giờ thì ông Assad, Tổng thống Assad đó, là coi như là một cái người có uy tín và có cái đủ cái uy lực để bất cứ một cái giải pháp chính trị nào cho Syria tới đây,
thì ông Assad vẫn còn là một ông vị tổng thống với những cái uy quyền mới có nữa. Đây là một cái điểm mà phải chăng là trái với lại điều mà ý muốn của Hoa Kỳ từ chính phủ của ông Obama cho đến bây giờ là chính phủ của ông Trump. Thì thưa quý khán giả, người ta thấy rằng là đột nhiên như vậy thì từ trước nay thì chính phủ của ông Obama cũng như là chính phủ mà lúc ông Donald Trump lên cầm quyền thì nhậm chức thì thưa quý khán giả, người ta thấy rằng là luôn luôn chính phủ Hoa Kỳ và phía Hoa Kỳ luôn luôn có một cái thâm ý là muốn giúp đỡ tất cả những cái lực lượng mà gọi là phản đối với lại chính phủ của ông Assad, là thí dụ kể cả những cái lực lượng đó có mang tiếng là khủng bố đi chăng nữa, Hoa Kỳ và các nước Tây phương vẫn ủng hộ như thường. Hoa Kỳ lý giải cái đó là lực lượng ôn hòa. Vâng. Và cho đến cái thời gian gần đây khi mà chiếm một cái thành phố Raqqa đó để mà đánh đuổi quân cái cứ điểm sau cùng của quân Assad thì của quân IS thì người ta cũng đã chia ra là quân lực của ông Assad, của chính phủ Assad với lại đồng minh của họ là Iran, với lại được sự hỗ trợ của Nga. Thì về phía Tây thì còn về phía Đông thì vẫn chia cho lực lượng của những cái người Kurd cũng như là lực lượng dân chủ của Syria, tức là cái lực lượng mà ông Assad coi là những lực lượng phản nghịch chống đối với lại chính quyền của ông Assad. Thì cho đến cái giờ phút đó vẫn còn như vậy. Và cho nên khi mà các nhà quan sát cho rằng là khi một cái chiến tranh ở Syria tạm lắng dịu như vậy, tức là đuổi quân IS ra được khỏi lãnh thổ Syria, thì có thể người ta sợ rằng là sẽ có một cuộc chiến tranh khác nổ ra giữa cái lực lượng mà gọi là chống đối với lại chính phủ của ông Assad với lại cái lực lượng người Kurd. Và như là chúng ta cũng đã biết rằng là từ trước nay cái lực lượng người Kurd là cái lực lượng có thể gọi là cái mũi dùi chống trả với lại quân Assad, và họ đã thành công. Và vì thế cho nên là họ đã đòi hỏi lập một cái đất nước riêng của họ, mà cái trên cái phần đất họ đã chiếm được như vậy thì cái phần đất đó nó nằm ở ngã ba biên giới của Iraq, của Syria và của Thổ Nhĩ Kỳ. Và vì thế cho nên ba nước này dễ nảy lên, là đặc biệt là ông Thổ Nhĩ Kỳ là có không đội trời chung với người Kurd. Mà vì thế cho nên bây giờ cái tình hình nó có thuận lợi cho phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là phía của ông Assad, thì đột nhiên Hoa Kỳ lại tuyên bố, Tổng thống Donald Trump lại tuyên bố là không ủng hộ cái lực lượng người Kurd nữa, tức là coi như là xóa bỏ cái bàn cờ đấy hoàn toàn, để cho là Nga cũng như là các lực lượng liên minh của ông Assad mà có thể giải quyết cái vấn đề chung quanh. Ra hôm nay có lẽ là do cái tuyên bố đó mà phái đoàn của ông Assad, tổng thống của nước Syria, lên đường đi sang Geneva để mà bàn cái hội nghị về vấn đề hòa bình cho đất nước. Đây cũng là một vấn đề tiến bộ. Có lẽ là bên trong nó có cái gì nữa giữa Hoa Kỳ với sao đổi nhau gì. Xin mời. Và trong khi đó có một cái tin khác là có cái tờ tạp chí Fox, làm cái tờ tạp chí mà có những cái bài viết mà hết sức giá trị, thì có một cái bài viết dựa trên những cái tin tức mà họ đi đến một cái kết luận là hiện tại bây giờ thì Trung Quốc đã kiềm chế những cái hoạt động trên Biển Đông của mình, tức là những cái hoạt động mà triển khai các lực lượng, những các đảo nửa chìm nửa nổi ở Biển Đông để biến thành những cái cơ sở quân sự của mình. Thì tại sao tờ Forbes đến kết luận đó, là họ đã dựa trên một số những cái diễn biến và những cái sự kiện như thế này. Cái đầu tiên là phải nói rằng là cái phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, mặc dầu là Trung Quốc tuyên bố là không công nhận cái phán quyết đó, nhưng mà với một cái dư luận ở trên thế giới đã làm áp lực, và Trung Quốc cảm thấy rằng là không thể nào mà cưỡng được những cái áp lực đó. Vì thế cho nên có một cái tiến trình hết sức là tốt đẹp của cái khối ASEAN vừa rồi là đã thúc đẩy được Trung Quốc ngồi vào bàn hội nghị để mà trực tiếp bàn thảo một cách trên thực tế về cái vấn đề bản quy ước chung COC, tức là cái bản mà người ta thường gọi là nguyên tắc ứng xử. Vâng. Thì ở đây thì đã tiến, chúng ta biết rằng là trong 5 năm qua đó, Trung Quốc mỗi khi mà có họp với cái khối ASEAN, mà khi khối ASEAN có người đề cập đến cái vấn đề COC, cái bản quy ước này,
quy ước để mà đối xử trên Biển Đông trong những cái trường hợp bất ngờ thì Trung Quốc đều né tránh và không bao giờ đề cập tới, và thậm chí là còn có vẻ như là tỏ ra phản đối cái chuyện mà đi vào thực tế, mà chỉ có là công nhận cái bản tuyên bố là DOC mà thôi. Thì bây giờ Trung Quốc đã chấp nhận cái chuyện này, và qua sang năm thì người ta sẽ thấy là tất cả các khối ASEAN, các nước trong khối ASEAN cũng như Trung Quốc sẽ họp ở Singapore và bàn thảo trực tiếp về những cái điểm ở trong cái bản quy ước về COC, tức là cái bản quy ước về Biển Đông. Thì thưa quý vị, đó là một cái áp lực thứ hai đã khiến cho Trung Quốc mà mềm dịu như vậy. Rồi cái thứ ba nữa là cái nỗ lực của Hoa Kỳ đã nối kết được một cái vòng đai mới gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương, với một sự hỗ trợ của Nhật Bản, của Ấn Độ, của Úc Châu. Và vì thế chúng ta nghe thấy ta nói rằng đây là một cái bộ tứ, Trung Quốc đã lên án là đây là một cái bộ tứ để mà bao vây Trung Quốc và ngăn chặn những cái sự phát triển của Trung Quốc về kinh tế, về thương mại cũng như là về chính trị. Thì thưa quý vị, tất cả những cái điều đó là những cái cứ điểm mà là những cái dữ kiện để cho tờ tạp chí Fox kết luận rằng là Trung Quốc đã vì thế mà giảm tất cả những cái hoạt động bồi lấp tất cả những cái đảo phi pháp ở trên ở Biển Đông. Nhưng mà ở đây thì thưa quý khán giả, chúng tôi nghĩ rằng là Trung Quốc không phải là thua như vậy đâu. Họ đây họ khéo léo và họ mềm dẻo. Mềm thì nắn, mà rắn thì buông. Như chúng ta biết là trong thời kỳ của Tổng thống Obama đó, thì cứ mỗi lần Trung Quốc tiến lên bước thì chính phủ Hoa Kỳ chỉ có lên tiếng phản đối thôi, không có một cái phản ứng cụ thể nào cả. Và vì thế thì họ xây dựng đến 7 cái đảo mà cho đến giờ phút này thì cái việc như là sự việc đã rồi. Nếu có cái bàn thảo gì về Biển Đông thì cũng không ai nhắc lại những cái chuyện đó mà bắt Trung Quốc phải rút khỏi cái 7 cái đảo đó, thưa giáo sư. Là cái đây cũng là vấn đề khiến cái dư luận đang có bàn bạc, có hai cái xu hướng đang nói về cái chuyện tại sao Bắc Kinh đang xuống thang, có lẽ là không có phát triển gì nữa về cái đảo bồi. Thứ nhất, như nhà báo Viên Huy nói là dư luận quốc tế lên án vô vấn đề là các cái nước quốc gia ngồi lại làm ra cái bộ tứ, cho nên Trung Quốc phải ngừng. Nhưng mà có một cái dư luận khác là họ bàn bạc, họ nói rằng là phải chăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có một cái sự mật đàm gì đó chăng, mà trong cái mật đàm đó là Trung Quốc nhượng bộ bằng cách chúng tôi không đi thêm một con cờ nào khác ở Biển Đông, thì Hoa Kỳ sẽ làm cái gì? Chưa thấy Hoa Kỳ có cái gì mới để mà bình luận, nhưng mà đó là hai cái cách mà chúng ta đang suy nghĩ. Chứ thật sự phải nói rằng là Hoa Kỳ đã làm một số những cái biện pháp gọi là cân bằng cứng, chứ không phải như ông Obama là cân bằng mà mềm. Cứ vẽ cái đường đỏ mà Trung Quốc lớn thì họ dờ cái đường đỏ vô hoài. Thì bây giờ đối với ông Donald Trump là họ cân bằng cứng hơn. Anh càng làm tôi càng tuần tra vào đó, thì cái điều đó là một cái điều hai bên đang chơi với nhau. Mình chưa biết cái tình hình này nó có quan hệ tới Bắc Hàn hay không. Quý vị khán thính giả đừng rời máy, chúng tôi trở lại phần 2 với vấn đề tình hình Bắc Hàn. Mới nhất là vấn đề là sau đây là Bắc Hàn mới thử bắn một cái quả tiễn rớt vào cái biển của Nhật Bản. Thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi trở lại sau phần thông tin thương ngoại.